Thưa quý vị các bạn, hiện nay cùng với sự vào cuộc tích cực khẩn trương của các cấp các ngành trong việc chủ động phòng chống bệnh mới coronavirus thì ý thức của người dân cũng đã tự nêu cao hơn, bảo vệ bản thân để chủ động phòng chống dịch bệnh nguy hiểm này. Nhiều ngày nay, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, tại thành phố Thái Bình, người dân đã chủ động tìm hiểu về dịch bệnh và có ý thức trong việc phòng chống dịch bệnh cho bản thân và cộng đồng. Nằm ở trung tâm mua bán nhộn nhịp của thành phố Thái Bình, chợ Đề Thám là nơi thu hút đông người dân đến mua bán và trao đổi hàng hóa. Kể từ khi có thông tin về dịch bệnh viêm phổi cấp do nCoV, nhiều tiểu thương trong chợ rất quan tâm và thực hiện những biện pháp để giảm thiểu khả năng lây nhiễm. Đeo khẩu trang thì cũng tăng hơn lúc trong năm, lúc mà chưa có dịch bệnh ấy. Còn đâu lượng khách đi chợ thì nó cũng giảm hơn, so với mọi năm là nó giảm hơn nhiều. Nói chung là người ta muốn phòng vệ cho chính bản thân người ta, rồi cho tất cả mọi người thì ai người ta cũng có ý thức người ta đeo khẩu trang. Ngoài các tiểu thương thì phần lớn người dân đi chợ cũng đeo khẩu trang, mọi người đều có tâm lý chung phòng bệnh cho mình. Bây giờ đang bệnh dịch của phòng chống corona, để chị đeo khẩu trang bên mình như này để phòng chống bệnh dịch và bụi bẩn. Không chỉ tại các khu chợ dân sinh, tại nhiều siêu thị, tỷ lệ khách đến mua hàng có đeo khẩu trang cũng tăng hơn nhiều lần so với trước Tết. Trong những ngày qua thì gần đây mọi người có tìm mua những cái sản phẩm khẩu trang với lại nước rửa tay thì có tăng nhiều hơn. Trong những ngày này, bên cạnh khẩu trang, các loại xà phòng rửa tay cũng được đông đảo khách đến mua hàng lựa chọn để bảo vệ bản thân và các thành viên trong gia đình. Trong gia đình tôi thì cũng có trẻ nhỏ, hai bạn nhỏ nên là tôi luôn lưu ý về cái việc rửa tay cho trẻ nhỏ. Cái việc rửa tay rất quan trọng để bảo vệ cho cả gia đình. Hiện nay dịch viêm phổi cấp do nCoV vẫn có nhiều diễn biến phức tạp. Theo khuyến cáo của các chuyên gia, mỗi người dân cần nâng cao ý thức phòng chống bệnh, không chỉ ở việc đeo khẩu trang mà còn phải thường xuyên rửa tay với xà phòng, làm thông thoáng nơi ở, sinh hoạt, ăn thức ăn chín, uống nhiều nước, đeo khẩu trang khi đến những nơi đông người, không tiếp xúc với người đang có triệu chứng viêm đường hô hấp cấp, tránh làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.